Tết nhất tới nơi rồi, công việc thì anh em mình làm không kịp. Mấy hôm gài á là team mình tập trung quay clip để Tết này có video đăng cho tất cả bạn xem nè. Không có thời gian mà cầm điện thoại lên lướt TikTok nữa. Mới sáng này nè, mình mới cầm điện thoại lướt có chút xíu à, thấy có nhiều kênh trên TikTok á nói về A Đại. Mà phải chi á, mấy bạn đó nói đúng thì ai nói gì. Cái này đăng sai thông tin, sai lệch thông tin, nói xấu thằng nhỏ. Giờ mình phải kiếm anh Vinh để giải quyết vấn đề này liền mới được. Hả? Anh Vinh có trong phòng không Quy? Anh Vinh đang ngủ phòng kế bên kìa. Trời ơi, chuyện lớn tới nơi rồi, nước tới chân mà giờ này còn ngủ nữa. Anh Vinh ơi, anh Vinh. Gấp rồi thì mở cửa vô luôn đi, gõ làm gì nữa. Trời, khóa luôn rồi. Khóa đạp vô luôn. Một, hai, ba. Sao anh Vinh? Đạp gì đạp tao vậy? Trời ơi, chuyện lớn rồi. Ở trên TikTok người ta đăng thông tin nói xấu đại kìa. Tôi thấy mấy ngày nay luôn còn chưa kịp nói luôn á. Anh giải quyết liền đi, đếm ô tội nghiệp nhỏ. Chứ lúc đầu thật sự mà nói thường thường mình chẳng bao giờ mình để ý tới mấy tiểu nhân hèn hạ trên TikTok á. Chuyện có nó không, chuyện không nó có đâu bạn. Thật sự luôn, nhưng mà lần này mình thấy là các bạn nó đi quá xa rồi. Thôi thì bây giờ em liên hệ với team Tony đi. Sáng ngày mai 7 giờ sáng kêu mấy em nó tới đây. Cùng nhau mình sẽ bàn về cái vấn đề, nói về cái con người thật của ông Đại, xem coi nó có đúng như những cái thông tin sai lệch mà các bạn TikToker trên mạng nói hay không nha. Mấy đứa không cần biết bữa nay quay clip gì đâu. Đầu tiên là chào mọi người trước cái cho lịch sự đi. Chào bạn. Thì đây là một cái vlog mà có thể nói là cái clip duy nhất mà mình chẳng có một chút xíu hứng thú nào thực hiện nó hết. Tại vì mấy đứa phải biết á, mình muốn quay clip là mình phải có tâm trạng, mình phải lên ý tưởng, rồi mình mới vui vẻ mà mình cho ra một cái sản phẩm chất lượng. Còn riêng cái clip này thì giờ trên mạng mấy thành phần xấu người ta lợi dụng cái thời gian này á, người ta vô người ta công kích tạo ra mâu thuẫn, gây xung đột nội bộ nhau các bạn, cho nó mất lòng anh em nhau á. Cái clip mà mình đuổi anh Đại á thì mình có nói cái câu như thế này. Cho các bạn hiểu rõ là từ cái giây phút này, từ khi cái video này được công chiếu thì bạn Đại rời khỏi team, thì mai mốt bạn Đại có ăn cơm hay bạn Đại có đi chơi hay làm bất cứ một cái chuyện gì đó là cái chuyện của bạn Đại. A Đại tự chịu trách nhiệm, không liên quan tới thành viên trong team Tony, hay là liên quan tới anh Vinh, hay là liên quan tới Kunu hay là Vũ Thanh gì đó. Đó, rõ chưa? Dễ hiểu, rất là dễ hiểu vậy luôn. Anh Vinh nói mà không tin anh Vinh, đi nghe một cái kẻ xấu nào đó trên mạng ngộ vậy. Bây giờ cái câu nói đó của anh nghĩa là gì nè? Bạn nào lên trên này giải thích cho các bạn khán giả người ta nghe cái coi. Ê, em giải thích cho. Nói đi Ngọc. Mic nè, nói đi cho rõ. Đó, đây. Cầm, nói. Ý của anh Vinh muốn nói ở đây á là giải thích cái mối quan hệ giữa A Đại và team của mình ở trong tương lai. Ở trong tương lai á, thằng A Đại nó có làm đại ca, đại tỷ hay là làm chủ tịch gì đó là chuyện của nó, không liên quan gì tới team của mình hết trơn á. Có nghĩa là mình nói cái câu đó, nghĩa là thằng Đại từ đáng đi nó đời team, là tương lai thằng Đại nó có như thế nào là do năng lực của nó, là do cái tư duy của nó quyết định, chứ nó không có liên quan gì tới team của mình. Có nghĩa là mình muốn rạch ròi giữa cái mối quan hệ thôi, thấy không? Dạ. Tự nhiên cái giờ đi lên mạng nói gì mà không hề có cái mặt của ông Đại hay là cái giọng của ông Đại ở trong cái clip nha. Toàn là ghép vô không mà lấy cái tấm hình của con nhỏ, xong cái ghép vô mấy cái điều xấu, bêu xấu, gắn thêm cái dòng trạng thái kia nọ up lên vậy đó. Ừ, phải rồi. Lợi dụng thời gian người ta khó khăn rồi làm clip câu view. Làm vậy rồi được bao nhiêu lợi ích vậy trời. Hèn. Cái họ thấy mình không quan tâm, cái họ làm tới. Chính xác không? Họ càng làm tới riết á. Rồi bây giờ mình phải bỏ cái thời gian ra để mà ngồi ở đây làm một cái clip xàm xí đú như thế này để mà giải thích mấy cái chuyện rùi bu này nè. Đó, thì bây giờ mấy đứa, theo mấy đứa nghĩ thì cái tính của thằng Đại nó có xấu tới nỗi mà giờ nó rời tim nó quay là nó nói xấu anh không mấy đứa? Không. Làm việc với nhau 4-5 năm trời rồi mình cũng hiểu tính nó rồi. Mấy đứa thấy thằng Đại như thế nào đâu, mấy đứa nhận xét thử anh nghe cái đi. Gọi đi em trước cho. Tính ra thằng Đại cũng có cái dở là xài tiền quá nhiều các bạn. Nhưng hồi đó tới bây giờ nó không bao giờ xấu tính như vậy đâu. Chính xác là như vậy luôn. Anh Vinh, có mày nhiều bản kẻ... thân của nó nè, mày dạ, bản đúng thân rồi. Nó nè, mày nói thử anh nghe coi. Có nhiều kẻ xấu á, lợi dụng cái thời gian này nè, vô comment nói xấu A Đại tùm lum hết á anh Vinh. Em nhớ đâu có một câu là hôm qua em thấy A Đại đi chậm chó. Đúng rồi đó anh Vinh ơi, hôm bữa em thấy bình luận này nè, là anh Đại đang cắp sòi với anh. Thôi ở đây nè bạn, tôi nói các bạn quá đáng quá. Thật sự luôn, lúc trước á, thằng Tiểu Cường nó sống chờ giờ thì các bạn lại nói là nó bị người ta đâm chết queo rồi. Đó, tại sao nó qua rất là nhiều những cái drama như vậy mà mình vẫn không hề đúc kết được một cái kinh nghiệm, đó là mình sống mình phải đủ tỉnh táo, mình phải đủ sáng suốt để mình phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai. Mà sao mà cứ dân mạng mà
dân mạng họ rảnh, họ mới lên trên đó họ nói này nói kia để họ kiếm fame, họ mới nổi tiếng. Mà giờ theo mấy đứa nghĩ thử rồi, bây giờ họ tạo ra một cái kênh giả rồi họ bóc phốt như vậy để cho cái follow của họ tăng lên đúng không? Cái lượt đăng ký tăng lên thì tăng lên đủ một cái số lượng nào đó thì tiếp theo họ sẽ làm gì? Bán kênh. Chính xác. Với làng đại nó có cái sĩ diện của nó. Ví dụ như lâu lâu hay gì đó mình mời nó trở về, nó quay một hai clip bình thường. Cái clip cũ của mình có ngồi nói chuyện với nó nè, nói phải có sách mắt, phải có chứng cho các bạn coi nè. Cường nó ra khỏi team này mấy năm nay rồi, đúng không? Nhưng mà em thấy ví dụ như nếu Cường nó rảnh thì nó vẫn về đây nó quay phim với team mình được bình thường. Nghĩa là anh như lúc nào cũng chào đón bình thường, không có gì hết, đúng không? Rồi chỉ vậy thôi, có gì muốn nói với các bạn không nói nha. Này, mình cũng cảm ơn các bạn đã yêu quý mình trong thời gian qua. Không phải mình nghĩ bên team của anh Vinh là mình biến mất luôn. Lâu lâu mình sẽ có vài clip quay trở lại. Hay là mình nhớ các bạn fan á, thì mình có thể là tên quán mèo ngố đi giao lưu với các bạn. Đó, rõ ràng chưa? Rõ ràng. Thì bằng chứng đầy đủ chưa các bạn? Hồi nãy em nói gì? Em nói em đọc comment em thấy gì? Dạ em thấy bình luận là hôm qua anh Đại đi ăn cắp xài với anh. Ok rồi. Gì? Đại đi chậm chó đúng không anh? Đảm bảo bạn nói nhỏ cái này thôi. Thằng Đại nó xài tiền tổn thiệt. Nó làm được một mà nó xài tới 2-3 là có. Nhưng mà cái tính của nó tôi có thể khẳng định 100% nó không hề đi ăn cắp. Tại vì cái team này tôi đào tạo bước ra là không có đứa nào ăn cắp á. Tại cái đứa nào mà tham là nó không có nằm trong team này. Ê mày, trong team này tham là bị đuổi hả? Ở ngoài đường sớm mình trái cây nhóc nè. Mày thử ra hái ăn trái trước mặt anh Vinh đi, biết liền. Nếu như bạn nào đó nói anh Đại đi ăn cắp, bạn có camera mà bạn lấy bằng chứng, bạn đem ra đây tôi đền tiền cho bạn gấp 2 lần luôn. Ok chưa? Rõ ràng chưa? Giải quyết xong cái vấn đề này chưa? Vậy nha. Rồi còn thắc mắc hay là thấy mạng nói gì nữa không? Còn gì nữa không? Em có thể đánh giá một cái gì đó mà về đánh giá thẳng thắn về con người của ông Đại cho anh nghe cái, để em không đánh giá mà mốt anti fan vô là nói này kia nữa đó. Đây đem cho. Không biết các bạn nghĩ sao nha, nhưng mà theo cái ý kiến của mình thôi á, chỉ cần lấy hình của anh Đại nè, ghép nhạc vô, ghi thêm cái giọng caption nữa đăng lên, vậy mà các bạn tin. Rồi thì cái chuyện này của mình khép lại tại đây nha các bạn. Các bạn đừng có lo, dù như trong tương lai có cái clip gì đó mà vui vui á, mình sẽ hú Đại một tiếng. Rồi như em nó rảnh rỗi á, em nó ghé tới, em nó tham gia chung vui với team, không có vấn đề gì hết. Tại vì em nó trong tương lai nó còn phải đi làm chỗ này làm chỗ kia nữa mà. Giờ cái chuyện có nó không, chuyện không nó có, các bạn làm vậy tội nghiệp nó. Cái đó là anh Vinh muốn gửi tới cho những bạn nào đang sống tiểu nhân nha. Rồi cái vlog của chúng tôi tới đây là khép lại, không nói về cái vấn đề này nữa. Vậy thôi, bye bye và hẹn gặp mọi người ở cái vlog tiếp theo. Bye bye.